Quê tôi ấp Tà Keo Ngọn, thuộc xã Phi Thông, thành phố Rạch Giá. Nơi đây cảnh quan và nét sinh hoạt mang đậm nét dân dã và bình yên. Ở vùng quê, người xe vẫn còn thưa thớt. Ruộng lúa mênh mông là nơi chứa đựng tuổi thơ đầu trần chân đất. Cũng là nơi sớm cho chúng tôi trải nghiệm những trò mò cua bắt ốc. Và trong muôn vàn nỗi nhớ, con ốc đắng là hình ảnh thật thân thương và gần gũi. Ở đồng đất quê tôi có một loại ốc nhiều nhất và cũng dễ bắt nhất với bọn trẻ. Đó là con ốc quắn hay còn gọi là ốc đắng. Ốc này có quanh năm, là loại ốc nước ngọt, có thể sống ở các nơi kênh rạch, mương giường và đồng ruộng. Có hình dáng nhỏ như cỡ đầu ngón tay. Chúng thường đeo vào các thân cây ngầm dưới nước hoặc xuất hiện ở các con mương dẫn nước vào đường ruộng. Ở những cây mục hoặc tàu lá dừa thì ốc đắng đeo kính một màu đen. Khi bắt chỉ cần chọn những con to nhất. Chúng tôi bắt ốc đắng như là một thú vui. Nhưng các món ăn được chế biến từ con ốc này cũng không kém phần độc đáo. Men theo những khu vực có bông súng mọc cũng là nơi ốc đắng thường xuyên đeo bám. Lúc này trên xuồng chỉ việc dỡ lá bông súng lên là bắt. Cứ như thế chỉ một đoạn mương ngắn là bắt được đầy cả thùng. Đặc biệt, tại nơi bông súng mọc như thế này còn là nơi ưa thích của ốc bưu đen hay ốc lát. Loại này thì không nhiều như ốc đắng và phải mò dưới bụi bông súng mới có thể bắt được ốc to. Cái cớ lội mương trầm mình dưới nước cũng là sở thích của bọn trẻ con như tôi. Vừa bắt ốc đắng, vừa bắt thêm được vài con ốc bưu. Sẵn tiện, giơ tay bẻ thêm mớ bông súng hay rau kèo nèo gần đó. Như vậy là có đủ nguyên liệu để mang về nấu bữa cơm gia đình, phụ cho ba mẹ đi làm đồng. Ốc mới bắt dính nhiều sình bùn nên phải rửa thật kỹ nhiều lần với nước cho đến khi lộ rõ màu sắc của vỏ ốc. Với ốc đắng, khi rửa chúng tôi không sợ đứt tay mà còn rất thạo việc vì đã thấy người lớn làm và được chỉ dạy nhiều lần. Mặc dù đã được rửa sạch, nhưng theo cha tôi thì phải ngâm ốc đắng trong nước giò gạo hoặc cắt ớt sừng trâu vào để khoảng từ 1 giờ. Ốc sẽ bị cay, màu chóng nhả hết nhớt và sạch hơn. Đến khi chế biến ốc đắng thì trước hết phải luộc. Bỏ thêm chút lá ổi, lá sả tạo mùi thơm, kích thích cả khứu giác lẫn vị giác. Chính vì vậy, anh em bọn tôi nhận thêm nhiệm vụ nhổ sả và hái mớ lá ổi ở vườn nhà. Nhà tôi luộc ốc đắng không cần đổ nước, chỉ để lá ổi, sả dưới đáy nồi, cho thêm tí gia vị. Canh lửa khoảng chừng 5 phút, theo làn khói bốc lên, mùi thơm từ lá ổi và sả quyện trong hương vị từ nồi ốc lan tỏa ra. Thì đã chín.
Trẻ con chúng tôi chỉ chực chờ ốc luộc chín là ăn ngay. Cơm mẻ trộn sả ớt, cho thêm ít muối. Một trong những loại nước chấm ăn kèm được bọn tôi chọn để tăng thêm vị cho con ốc đắng. Phần đầu ốc giòn mang vị ngọt, quyện cùng với vị chua chua mặn mặn của cơm mẻ, trở thành vị ngon cho tuổi thơ lúc bấy giờ. Phần đuôi ốc với một chút vị đắng ban đầu nhưng thấm dần về sau lại là vị béo bùi. Nhưng để lễ lấy hết ruột ốc thì không phải là chuyện dễ. Phải biết xoay ốc theo hình xoắn mới lấy hết tận ruột ốc, nếu không sẽ bị đứt ngang phần đầu ốc. Những đứa bạn nhỏ trong xóm tôi chỉ có thể lấy và ăn được phần ốc. Còn với anh em tôi, bao giờ cũng có thể lễ và ăn được cả con ốc. Bởi công việc này, chúng tôi đã quá quen thuộc. Trong bữa cơm gia đình, ốc đắng có thể được chế biến nhiều món ăn như ốc đắng xào sả ớt, ốc đắng kho dừa hoặc ốc đắng chiên trứng. Nếu vườn nhà có bắp chuối trổ vừa ăn thì làm ngay món gỏi bắp chuối ốc đắng. Với món gỏi này, thịt ốc lễ xong là có thể trộn ngay với bắp chuối sắc, thêm các gia vị cần thiết cho món gỏi là có được một món ăn dân dã. Hôm nào chúng tôi đi bắt ốc đắng thì hầu như món ăn cho gia đình chủ đạo toàn là ốc. Mâm cơm bày ra giản dị, giản dẹn dài ba món, nhưng lại cảm thấy đầm ấm, mang đậm hương vị đồng quê. Không khí ấy lại càng làm ngon miệng hơn khi chúng tôi, những đứa trẻ quê, cảm thấy tự hào vì đã có công trong bữa cơm. Tự hào vì sớm được biết và quen với nếp sống sinh hoạt gắn với ruộng đồng. Nhớ con ốc đắng quê nhà, ăn cùng cơm mẻ thiệt là thơm ngon. Đôi khi một món ăn đơn giản mộc mạc, nhưng gắn với kỷ niệm, với gia đình, với quê nhà, lại trở thành niềm thương nỗi nhớ. Ốc đắng là một trong những hình ảnh ký ức lưu giữ sự trưởng thành của những đứa trẻ con quê tôi và vun đắp nên những tình cảm gia đình, tình nghĩa với quê hương cho những ai đã từng gắn bó.